Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Bài toán trên hàng công đang là nỗi lo với hai câu lạc bộ tới từ thành London. Khi về Chelsea, những cái tên trên hàng công của họ thường được ví von với những biệt danh như thần rừng, chân gỗ. Còn đại kình địch Arsenal, chấn thương luôn là cản bước rất lớn khiến cho pháo thủ không thể bứt phá trong cuộc đua tới chức vô địch ngoại ngành. Và để giải được bài toán trên hàng công, cả hai chiến lược gia là Arteta và Pochettino đều xem Ivan Toney, cầu thủ vừa lập cú hat-trick cho Brentford trong trận đấu giao hữu không khán giả trước khi anh trở lại thi đấu ở Premier League. Tiền đạo người Anh sắp hết hạn cấm thi đấu 8 tháng vì vi phạm cá cược sau khi thừa nhận hơn 200 lần vi phạm các quy tắc cờ bạc của FA vào năm ngoái. Anh đã không chơi bóng kể từ tháng 5 nhưng dự kiến sẽ trở lại đội 1 của Brentford khi anh treo giò mãn hạn vào ngày 17 tháng 1. Tuy nhiên, anh có thể sẽ không cống hiến được thêm cho Brentford rất nhiều khi mà Chelsea và Arsenal đang rình rập anh. Cả hai câu lạc bộ lớn thành London đều đang tìm kiếm một tiền đạo và đã liên hệ với Toney trong thời gian vừa qua. Đổi lại, bởi ông yêu cầu gần 100 triệu bảng cho cầu thủ 27 tuổi này, đặc biệt nếu sự ra đi của anh diễn ra ngay trong tháng này. Ivan Toney đã giữ được thể lực tốt trong quãng thời gian nghỉ thi đấu do vẫn luyện tập với đội 1 của Brentford kể từ tháng 9 qua màn trình diễn của anh cho đội B và hôm thứ 7 sẽ không mất quá nhiều thời gian để anh lấy lại được phong độ. Ngôi sao sinh ra tại Northampton ghi bàn từ cự ly gần để đưa đội bóng của anh vươn lên dẫn trước U23 Southampton trước khi ghi thêm bàn thứ 2 với cú đánh đầu cận thành từ một quả đá phạt. Sau đó, anh lập cú hat-trick bằng một cú đánh đầu nữa, lần này là từ quả đá phạt góc. Ivan Toney đã phát triển trở thành một trong những tiền đạo tài năng nhất Premier League trong vài năm qua. Anh đã ghi được 20 bàn sau 33 trận ở ngoại hạng Anh mùa trước, chỉ kém Erling Haaland và Harry Kane. Để sở hữu Ivan Toney, đội chủ sân Emirates có phải cạnh tranh với Chelsea, Tottenham trong thương vụ này. Theo Sky Sports, nếu như Arsenal quyết định phá kết với Ivan Toney thì sẽ có hai câu lạc bộ vớ bẫm, đó là Newcastle và Peterborough, đội bóng đang chờ cho League One. Lý do là bởi Peterborough đã cài điều khoản hưởng 30% phí chuyển nhượng khi bán Toney cho Brentford hồi năm 2020. Trong khi đó, Newcastle cũng sẽ nhận được 30% số tiền mà Peterborough hưởng sau khi bán tiền đạo người Anh cho đội bóng League One vào 2 năm trước đó. Như vậy, Peterborough tự dưng sẽ đút túi 30 triệu bảng nếu như Toney được bán cho Arsenal với giá 100 triệu bảng. Đây là số tiền khổng lồ với một câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng 3 của Anh. Còn với Trích Chòe, họ sẽ kiếm được 9 triệu bảng, 30% của 30 triệu bảng từ thương vụ này. Kể từ khi gia nhập Brentford, Toney đã ghi được 32 bàn sau 66 lần ra sân. Dù bị cấm thi đấu 8 tháng vì vi phạm các quy tắc cá cược, nhưng Toney vẫn được hàng loạt các đại gia để ý. Huấn luyện viên Thomas Frank được cho là muốn giữ Toney ở lại cho cuộc đua trụ hạng nhưng chưa chắc đã thành công. Toney chỉ còn 18 tháng hợp đồng nên nếu không bán anh trong tháng này, Brentford khó có được mức giá mong muốn 100 triệu bảng. Video được tài trợ bởi FB88.